Đừng đùa quá em trai. Em trai đừng có xịt như kiểu mà mấy cục mụn mà lâu lâu mình nó có mấy cái cùi cái mình nặn ra cái nó xịt xịt có những người đam mê mấy cái đó đúng rồi kiểu là nhìn nặng người có bạn không không luôn hay nặng lên đi dạ không à không em nhìn mấy cái lỗ lỗ em hay sợ đó mọi người sợ lỗ đúng rồi kiểu nhìn nó hơi ghê ghê không biết là có bạn nào có hội chứng mà sợ lỗ giống bà Linh với bà Dê không nữa mà nói chung là nhìn nó hơi ghê thiệt nhưng mà thôi, mình nhưng phải vượt qua cái cố gắng để mình quay cho các bạn review cho các bạn coi đúng rồi tại vì cái bộ trò chơi này cực kỳ là vui vẻ luôn mọi người đó cho mọi người nhìn sương sương mọi người có thể thấy được á là cậu bé này trên mặt có rất nhiều mụn sau đó là Linh và V sẽ rút mụn ra kiểu là mình làm xì ba đó bé mình đó ra nặng mụn cho cậu bé này đúng rồi mình nặng mà mình xui xui á mình xui xui á mình sẽ bị xịt đi trong mặt xịt nước mụn xịt nước nha quay cho xịt cái mụn thôi là xịt nước ở trong cái lỗ mũi á đúng rồi nói chung là cái trò chơi này khá là chấn động nên hôm nay mọi người nếu mà muốn xem liền cho nóng á thì nhớ nhấn like subscribe ủng hộ cho Linh Linh đi đó bây giờ nha một triệu subscribe và đừng quên là follow Facebook của Nguyễn Phạm Tường Vy nha mọi người. Mình phải tìm hiểu cái đập hộp thôi đập gì hoài luôn bây giờ mình phải gỡ nhẹ nhàng ra thôi khoan chị ơi cái gì quên bắn à bắn rồi nha bắn rồi này khui sản phẩm ra trong này sẽ có những gì đây ta đã đầu tiên sẽ có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng tiếp theo là sẽ có một cái bảng mặt của cậu bé bị mụn rồi mình sẽ có những cục mụn cái này giống cái con đó nè cái con so với hình như gắn như mặt cậu bé nó bé ơi mụn này lên ơi trời đất ơi mụn gì mà dài quá vậy trời ơi bóp bóp và nó dẻo dẻo cao su đồ thì ghê quá bé ai ok đi em mụn này cũng không thúi lắm rồi ok bây giờ sẽ gỡ này ra lên đây đây cậu bé bị mụn đó chơi trò gì ghê quá đẹp luôn á chứ trời đây hình như là mình phải làm theo hướng dẫn đầu tiên là mình sẽ gắn cái cổ đúng rồi gắn cái cổ cậu bé vô cái này rồi để xé cái này ra rồi mình có thêm cái gì mà bơm nước bơm ơ vô gì nữa nè trời ơi là trời quá trời đụm bà không tôi nghĩ là bà nên lấy cái móng nào cái bà chọt vô vậy đó lột đó đúng rồi phải có lợi hại của cái móng của mình đó chị em đó cho bà Linh gắn vô gắn vô trời đó cái chấn động nè theo mình thấy là nó có cái khớp ở đây nè gắn vào đây rồi xong đây ủa còn cái này giống như là cái mũi tên chỉ thì nó nằm ở đâu ta nằm đây hả nằm đây hả à gắn mũi tên chỉ mình quay á xoay chúng ai là người ủa xoay chúng ai là người đó bị hả ai xoay chúng ai là người đó phải rút mụn ủa gì tính ra tụi bạn rút dòng dòng hiểu rồi ý là người ta chơi nhiều người á thì người ta sẽ phải cần dây đúng rồi còn lên chiếc có hai người cứ rút qua rút lại rút tới rút lui đâu kiểu là có nhậu xì tin rồi đó có lấy này ra quay chúng ai người đó uống trời đất ơi chính động hay đó bé được à cái này là một cái kim tem để mình bơm nước vô nha mọi người đây bây giờ mình sẽ bây giờ mình làm gì ta để coi hướng dẫn sử dụng bây giờ mình phải cần một ly nước cần một ly nước mắm lên muối cái mặt luôn tại xíu hồi là nó bắn văng vô cái mặt mình nước thì xì tim thơm rồi cũng được thôi đi nước suối đi bé rồi đây sau khi mà hướng dẫn sử dụng suy nghĩ chấn động hỏi thì Linh và Về đã biết cách chơi nha mọi người đây đầu tiên mình sẽ gắn những cái hạt mụn này vô bất chợt ok xong mụn nha mụn đầy mặt rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu là mình bỏ cái nhân mụn vô đây có hướng dẫn này Linh rồi các bạn đút cái đầu nó vô đây đút vô đây rồi kéo về hai bên chưa lấy ra kéo qua trước kéo ra cho nó kêu cái cạch đó ok rồi gắn cái đầu nó vô trong cái lỗ mũi nè rồi cho nó khớp xuống cái này ok hai rồi ok khi nào mình chơi mình bật cái này xuống là mình chơi nha trời ơi cái này là khi mà rút mụn ra thì mọi người sẽ rút lần lượt với nhau bạn nào mà kiểu là động đậy quá là nhiều và động đậy quá là mạnh á thì cái này nó sẽ bắn vô chỉ cần bật cái nút này thôi mà các bạn mà tác động mạnh là shit đúng rồi vậy trong lúc mà mình chơi mình sẽ không để như vậy ví dụ V chơi thì V phải quay vào đây đúng rồi nghĩa là kiểu như là mình có rút sai thì mình tự hưởng đúng rồi còn Linh chơi Linh sẽ quay qua đây tí xíu em chơi luôn em quay vào đây vậy không mà cameraman bận rồi bận hả ta vậy thôi nhưng mà ví dụ mà mình rút thắng được á thì sao nè
Thì bây giờ mình ra thể lệ cuộc thi. Đúng rồi. Hôm nay là giải đấu rút mụn của Linh Vy. Đúng rồi, rút mụn rút tới công giải đấu nặng mụn. Nghe nó cười, nghe rút mụn đi cho nó lạ. Hay ghê quá mấy. Ngày hôm nay ví dụ như là quy định đi, và đứa nào mà rút mà ba lần liên tiếp luôn, ba một mụn mà không xịt thì sẽ được một phần quà. Một phần quà. Đó, phần quà. Rút mà xịt thì tự hưởng cái nước của mình. Tự hưởng cái nước mà chơi lại luôn đấy. Ừ, hồi là quen một cái này ấy tàn vô mặt luôn rồi, ok luôn. Chốt đó. Vô bây giờ mình công bố cái thưởng đi chứ. Cái thưởng hả bé, ok luôn. Bây giờ mình sẽ lết vô đây. Đây, vô. Đây, những cái món thưởng ngày hôm nay của chúng ta. Mình sẽ xếp theo thứ tự từ 1 cho tới 6 cho mọi người. Ok. Đó, cái món đầu tiên là một cái món sương sương, đó là panta cotta. Đó là cái món đầu tiên. Tiếp theo sẽ tới bánh su kem nhân trứng muối. Đây là bánh xì nách mực Thái Lan. Thứ tư sẽ là một bịch kẹo cái răng và kem bánh răng. Và món thứ năm ngon sương sương sẽ là một hộp sushi. Món bachelor. Chơi được gần tới cuối mà hốt được cái hộp này, ta nói là cái nhân phẩm cũng cao lắm nè. Đó. Quan trọng giờ là khi mà muốn ăn được cái hộp đó thì mình phải trải qua rất là nhiều khó khăn. Đúng trong rồi. Đây, công đoạn quan trọng đầu tiên. Bắt đầu xì đi. Bắt đầu xì, ai rút trước là cũng là cái sự nguy hiểm đó bé. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, Vy sẽ rút trước, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Cài đạn. Cài đạn hả? Đừng nói vừa cài đạn bắn vô các bạn kéo xuống nghe cái cọc là xong rồi đó. Đúng rồi. Rồi nha ha. Mình hả thôi đứng nhích mạnh nhiều khi nó xịt vô mặt quay phim, nó nghe quay phim rồi. Mình hết chở nào mình chở phải không? Rồi. Hơi ghê quá. Mình đưa mặt mình vô, mình không có chơi né nha. Lúc này nha. Đừng cố quá vậy. Chết rồi. Cố quá vậy. Ê mình về đi mặt nó lại được không ta? Không biết là còn làm gì để làm. Chết rồi. Hôm nay mình phải có cái Mình sắn. Đừng run quá em trai. Em trai đừng có xịt nữa. Rồi xong. Coi nè. Trời ơi, trời ơi em trai. Xịt mụn. Trời ơi này nó cứng nhắc nè. Trời đất ơi nó dính nè. Còn cái này mà tưởng tượng cái nhân mụn như vậy là thấy gớm rồi luôn. Rồi Linh hay lắm, giờ tới Linh nè Linh ơi. Tới Linh nghe. Trời ơi, đất ơi, sợ quá, cái tiếng này luôn quá. Tới và Linh nha mọi người, giờ là bạn thích chọn là cái cục mụn nào nè. Suy nghĩ kỹ. Cục này ghê quá, lấy cái cục nãy của Vy ta. Không, cục này thấy cũng ổn. Thôi cục này đi. Đó, cục đó thì nó sẽ hơi bị lòi ra xíu, kiểu là nhân mụn là nó kiểu là... Gì hay vậy? Từ từ Linh ơi. Ý hay vậy? Trời đất ơi. Sao? Ở cục đó về lại nha. Rồi nha. Tới về mọi người. Mình lại tiếp tục cái cục này nữa. Hay cục khác ta. Cục này thử đi. Để cái móng tay đó chắc cũng rút dễ dữ lắm ha. Yeah. Em trai sắp hết một. Giờ tiếp luôn tới lên chọn cục nào. Coi có nhiều cục á, cục á thì nó dễ rút nha, mà có nhiều cục á hả cục nó cứng đi. Mà cục nó hơi cứng á bé. Vậy hả? Ồ, thôi cục này nó hơi đi. Mập. Cục dưới cầm đi. Để coi mình có chiêu gì không. Ôi chết rồi, cứng nha, Ôi, sao cái mặt em trai nghi nó vậy? Chết rồi. Nè, thôi nha. Vui vẻ chị em nha. Em buồn ra luôn á. Run quá mọi người ơi. Từ từ. Ê, sắp được rồi. Ráng đi, 3 lần liên tiếp là sẽ được một món quà. Trời có 3 nấc luôn nè. Sợ đau tim quá. Ủa giờ quay qua tôi nữa hả? Sợ quá. Bé đi cùng lắm luôn á trời. Giờ để coi cục mụn nào. Dạ, bà này mới rút 2 cục mụn dưới cằm. Giờ mình rút cục mụn trên trán đi. Mụn trên trán mấy cục nào ta? Rút cái lông mày. Trời, để cái móng tay đó mà rút là tối một chuyện rồi đó. Cứng quá vậy. Chọn là rút nha, chứ không có thử cứng rồi buông ra lấy cái khác nha. Không có chơi chị. Tới chuyện rút này nè. Trời ơi em trai. Chỉnh cái đầu lại.
dùng quyền trợ giúp đi, vịn cái đầu nó lại đi. Còn nắm ra được hay không mới là vấn đề nè. Đúng rồi. Ui ui. Ôi, ôi. Cứng quá à. Nhưng mà xém được rồi. Trời ơi, nặng mụn cho em trai khó khăn quá em trai ơi, thiệt á. Tí giờ là chế biến. Chế biến vô lại. Bây giờ lên mà rút được thêm một lần nữa lên sẽ được ăn món đầu tiên đi. Tại vì nó sẽ có cơ hội hơn, tại vì nó ra được 1/3 rồi. Nhưng mà nó đang mập có trọng lắm á Linh ơi. Ý. Từ 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 từ. Chết rồi. Qua được cái đó là xong luôn á. Thiệt luôn quá mọi người ơi, thiệt á. Khúc này Tâm Linh. Ê, ê. Thưởng cho Linh một ly Panta Cotta trái cây. Nãy giờ luôn ăn được con ly này. Trời muốn xỉu luôn mọi người. Thiệt sự luôn á. Trời khó quá trời luôn. Bé đi chơi một lúc Linh ăn nè. Tại vì à, cái này mà sẽ múc cái màu này vô. Cái giống mụn nè bé. Bé bỏ vô hả? À, bớt luôn. Khóc luôn á. Khóc thiệt các bà. Hả họng ra liền xịt vô họng luôn. Mình nó lấy nè. Trên đây khó sao. Thôi lúc dưới vô cầm đi. Vô cầm như là nó đã cái cái này mà lạnh nữa là ăn tới một chuyện luôn nè. Trời ơi. Mình phải có kinh nghiệm. Ừ. Trời ơi, kinh nghiệm. Tao nói bắn ngắt mụn hay gì vậy? Nặng, nặng mà nó ra từ từ á mọi người, sợ lắm luôn á. Ê, mình dịnh cái đầu luôn không ta? Nãy bà dịnh rồi đó, bà cho bà dịnh luôn đó, bà dịnh đi. Mà dịnh thấy nó dễ bị tụt đó. Dạ. Đúng rồi. Thôi sắp được rồi. Cố lên. Ê, còn tôi thấy còn hai nấc nữa rồi. Cái gì? Khó vậy? Còn nấc nữa. Trời đất ơi, sợ bốn cái nấc luôn rồi mọi người, luôn xỉu. Nguy hiểm rồi, nhưng mà cái nấc này là cái nấc dễ qua. Trời. Cái nấc nó nhẹ. Ai đừng đụng mạnh nó xịt cái mặt tôi chưa có. Cái này là tới nhân viên xì ba lên. Nhân viên xì ba sẽ nặng được cục mụn cho em trai không nè. Cục này đi. Ok. Rồi, mình run quá nè mọi người. Đó, bây giờ xì ba sẽ dịnh cái này. Ủa? Ê, dễ vậy? Ủa? Trời đất ơi, cái gì mà không có cái nấc nào hết trơn. Đúng. Trời, bây giờ phải qua đây. Ủa, Linh được mấy cái rồi? Được hai cái nữa phải không? Được được hai lần nữa đúng không? Rồi. Ủa, rồi Vi ba cái chưa? Vi bị xịt là tính lại từ đầu hay là sao? Không biết nữa. Vi ba cái rồi đó. Ba cái là được ăn à? Thôi ba cái rồi đó, cho ăn đó. Ok luôn. Trong nãy giờ bị xịt hai phát rồi, cho ăn. Đúng rồi, rồi. Vậy là mình rút được ba cái mụn mà mình sẽ được ăn nha. Đây. Ủa dùm thôi mình để đây đi Linh. Bốn cái với ba cái. Ok. Đó, để cái gì vậy? Mình sang bánh su kem nhân trứng muối. Được rồi. Mọi người. Tới bà. Ủa cái câu này hả? Bà đang rút bỏ bà đi ăn thì giờ bà hỏi tới ai? Ủa. Rồi ok. Giờ mình sẽ rút thử cái này. Chơi vậy quay cái mặt vô trong mặt ba kìa. Ủa quên. Nghi quá đẹp quá. Rồi nè ha. Rồi thôi tôi thấy nghi rồi. Cái này nó hơi cứng, nó mềm sao nha. Mụn mà phải mềm chứ. Trời ơi, mụn nó dẻo lắm mọi người ơi. Ui, sắp được rồi. Ủa, gì được? Đó. Trời ơi, ố la la. Ngọt hả? Chừng cái thịt vô mà hở. Còn một nấc nữa. Ủa, bị tụt cái gì mà nói ơi. Tiếp. Cái lên là hình như là càng ngày rồi cái nước nó càng khó bé. Rồi ok, cái này đi. Sợ. Từ. Trời. Trời ơi, cô Linh chọn cũng 3-4 nước đó nè. Trời ơi, tui rồi. Ê, sao thấy da dài quá rồi mà kỳ vậy? Không, còn hơn một nửa lận. Hãy
Ui trời ơi, cái cục bự dữ vậy. Cái này ghê quá mọi người, làm như là phải cần ghép cái dạng nguy hiểm á trời. Hay quá vậy lắm. Nãy giờ không bị sập miếng nào luôn á. Trời đất ơi. Biết rồi, thiệt á trời. Đây đây đây, tiếp theo là đây. Tới một chuyện với tôi à. Như là mình rút mấy cái dưới đây thì nó sẽ đỡ hơn mấy cái trên đây. Cần biết. Cái này nó hơi khó nha. Nè coi rút đi. Hình xui. Chứ bị xịt là tại bà Su Gà Na đó. Khúc này phải im lặng. Đúng rồi, phải tập trung cao độ mọi người. Nè, rồi. Rồi, yeah. Ủa, Linh được mấy cái rồi? Tôi dạ. Một cái nữa là tôi ăn. Đúng rồi, Linh này có một cái nữa, Linh sẽ ăn được một cái bịch bánh này, bánh snack. Rồi, ok. Yes. Wow. Đây, bây giờ mình muốn được ăn snack hay là mình muốn được ăn bịch nước nè? Rồi à, tất nhiên là ăn snack rồi. Rồi, ủa, dễ nhỉ? Ủa? Cái này êm, cái này êm. Trời ơi, bê rút được thêm một lần nữa thì sẽ được ăn cái món okay. Tiếp theo. Ok. Trời ơi, là mặn mặn ngọt ngọt, mà nó cay xíu nữa ngon. Nó xíu cay quá. Bên đây đi. Nhìn Vi lấy cái móng của Vi rút là thấy phèo. Ủa? Phèo quá bà. Ơi. Rồi. Ủa vậy trước cũng lại trời. Trời tôi sợ quá bà. Ê, khó vậy. Liều cái gút mạnh luôn. Gút mạnh là vô mặt á. Trời đất ơi. Bà chồng bà ngắt mụn người ta không à. Trời ơi, chưa từng thấy. Lẹ đi để ăn kìa. Cái kèo này khó quá nè. Ôi. Bà móc. Móc cái mụn ra. Móng tay cũng lợi quá ha. Đúng rồi, phải móc cái mụn ra. Thôi, hơi mập nha. Nè, cục mụn gì để mấy năm trời vậy trời. Đó. Gì cũng muốn chấn động bờ hồ vì mình sẽ ăn được cái món tiếp theo đó là nãy có quên bọt không vậy? Kẹo. Quên bọt không ta? Thử đi, giờ mày thử rút mạnh cái đi, mày biết gì gì. Thôi mà thử đi thôi. Ủa? Em thử em trai. Em thử em trai. Ý vậy để qua đây nè. Ủa sẽ để ở đây. Ủa? Ôi băng này vậy có. Ủa? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Chứ gì? Trời đất ơi sợ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ăn thử cái bịch kẹo này cho mọi người. Chiếc kẹo kem đánh răng. À, trong khi đợi lên cho hút nước lại. Thơm quá à. Này vừa ăn vừa chơi được nó lên nè. Trời ơi. Nè. Cái gì vậy ba? Bánh răng cho sạch hàm răng. Trời thôi mình thấy nè. Tay mới bút mụn xong. Quay trên xuống bà ơi, quay lên trên xuống. Nè hả? Ừ. Nè hả? Ừ. Quay lên trên xuống. Ăn luôn. Trời. Ủa, kiểu dễ. Ủa. Nó cứng cầm vậy. Ngon quá à. Ngon. Trời đất ơi, đã ta. Kẹo dẻo tan nhẹ cho miệng nha mọi người. Đó. Trời thấy nó cứng lắm mà. Đúng rồi, thấy rồi. Trời đất ơi, chà răng, đánh răng thoải mái rồi đánh xong tự ăn nha. Đừng bỏ vô lại cái bọc đó nha. Nè mẹ. Đừng bỏ vô mình cũng tự ăn chứ của ai đâu. Ăn ngấu nè mọi người. Thơm. Trời ơi, Linh ơi, ra chưa? Ây, hay quá vậy. Cái này mấy nước mà Linh? Cái này là một nước bự, ba nước một nước bự gì. Rồi bây giờ tới mình đi. Giờ sẽ thấy một cục mụn ngay giữa trán hay cục mụn bên đây ta? Thôi bên đây đi. Đúng vậy. Trời đất ơi. Ê, rồi tới một chuyện mà Vi à. Sao vậy? Cục đó là cục bự nhất trong đó đó. À giờ dạ. mình nhìn sao đích là mình sẽ thấy nè. Chỉ có người đang rút không thấy thôi. Chỉ có người đang rút không thấy thôi. Bà rút được cái cục này tôi mới tâm phục khẩu phục cho bà ăn hai món kia. Trời kỳ vậy. Đã tất kia rồi, mình phải công bằng đúng bé rồi. Bây giờ là Linh sẽ thử cái cục khó nhất. Nếu Linh rút được thì Linh sẽ được ăn hai món best seller. Rồi ok. Vì mới rút đúng không? Đúng rồi, cục đó hơi khó nhất đúng không? Cục khó nhất game cho các bạn biết tại sao nó khó nè. Đó, nó là bự
Giờ mà qua được cái mức đó là thế nào là cũng ổn luôn. Ui ui, đâu kìa, đâu kìa, đâu kìa. Nè 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 nè, tới chuyện với tôi nè. Hay quá vậy. Này gọi là có cái kinh nghiệm xì ba đó bé. Hồi dướng chút, nó còn miếng nữa, còn miếng nữa là qua. Còn miếng bên đây, còn miếng bên đây nữa là qua. Tôi nhìn vô cái lỗ mũi nó đang ấy rửng, được kìa. Đang rửng nước rồi. Bà rồi, đúng là xứng đáng một chị xì ba. Này, đút hai cục thử đi. À, đút hai cục thử nha. Hai cục này cho Tấn rút mạnh. Không, tại bon chen á bé, kiểu là mình rút mạnh mạnh nha. Cái bé nó giật giật giật. Kiểu đưa Tấn nó rút kìa, không chạy luôn. Hai, bắt cầm em trai, hãy bóc bóc hai chị nữa. Hai, khỏi rồi, ok. Bây giờ là Linh sẽ đồ ăn hai món bé sao rồi. V là V sẽ đóng vai trò là khui ra cho Linh ăn. Khui ra thôi. Khui xương xương thôi. Đây sẽ là sushi. Trời đất ơi, cái set sushi này gồm 6 món sushi. Rồi bên donut cũng 6 cái bánh donut luôn. Wow, hơi dính đó bé, bữa được ăn sao nổi. Không, ăn nổi thì đưa tôi ăn cho. Khổ méo bé. Mình ăn chị em vui vẻ cho thôi. À, đây, tăng 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 tăng. Trời ơi, ngon quá nè. Đây, giới thiệu đây bà Linh. Đây, là sushi xúc xích phô mai. Sushi thanh cua phô mai. Sushi tôm phô mai. Sushi trứng thanh cua. Sushi gông biển. Sushi gông biển cam. Không biết được, chắc vậy quá bé. Chắc vậy quá. À, 6 cục lộn cho tôi ăn cục. Trời. Xin ăn, xin ăn. Trời ơi, phô mai nó tan chảy luôn. Bây giờ là tôi sẽ ưu tiên cho bà một cục. Tại nãy giờ bà bị xịt hơi nhiều. Tôi ta 4 lần. Tôi chưa có bị xịt lần nào nên bây giờ thôi an ủi tinh thần của bà, tôi cho bà gỡ một cục. Ok luôn, một cục đúng không? Một cục thôi nha. Một cục thôi. Ăn cục xúc xích thôi. Ờ, xúc xích với cơm thôi. Nè. Rồi, ok, xúc xích phô mai cơm nha mọi người. Đó. Đây, ui, nó bị dướng cái phần phô mai quá. Mà không sao, ăn miếng. Ngon chưa? Bây giờ mình sẽ ăn cái cục này đi. Ừ, trứng thanh cua. À, trứng thanh cua với ông biển. Rồi. Có cơm chấm luôn mọi người. Quẹ. Ừ, muốn xỉu. Ừ, cái này mà chấm với lại nước tương tương ớt cũng ngon nha. Yeah. Nhưng mà có mấy cái ngon vừa ăn rồi. Nó cũng là vừa ăn luôn rồi, ok. À, cái này là món mặn, còn cái này là món ngọt. Ừ, biết bà rồi. Dễ rồi. Phô mai đẹp thơm ghê đúng không? Mình mở này ra. Trời, cái này mới đẹp nè. Tăng 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 tăng. Giới thiệu với mọi người. Trời ơi, vừa mở ra cái hộp là thơm ngay quýt luôn mọi người. Rồi, thơm bên nào. Rồi, Linh với Officer này Minion dễ thương quá bé. Ừ. À, còn bây đây giờ là... mình sẽ ăn cái nào ta? Bé hổ nè. Rồi cái này là cái này bé hổ là vị cam. Ừ. Còn cái này là vị dâu. À, đây là vị trà xanh. Trà xanh. Cái này là giống như là chuối hay là cái gì đó. Banana. Banana thơm gì đó. Còn cái này sẽ là sô-cô-la. Và dâu. Dâu. Đó, okay. Đen luôn. Cái dâu mình chưa lựa. À, bà ăn cái chữ của bà đi. Màu xanh lẹ cái gì kìa. Giống bộ đồ luôn nè. Ừ. Bé ớt ơi. Xanh lẹ, xanh lét, xanh banana. À. Trời ơi, ngay hai con mắt của bà ớt á là có sô-cô-la nè mọi người. Với có thêm cái kẹo bà lồ. Đúng rồi, rất là ngon luôn. Rồi, vô. Trời đất ơi, VIP quá nè. Ê, ví dụ cái tên tôi cho tôi ăn được. Ăn đi. Trời đất ơi. Sáu cái ăn nhiều lắm kia. Trời ơi, thả tim, thả tim banana luôn. Quá là yêu Linh luôn mọi người. Linh là Linh sang sẻ cho bà dê nha bé. Chiếc bánh donut cam lè cam lét và xanh lè xanh lét của hai Linh bạn baby. Linh baby đó, quá có mẹ luôn. Cái này này này, cái này là hạt dẻ. Hạt dẻ mà tôi nhìn tôi cảm giác như lúc mụn á. Tôi bị nó ẩm á bé, sợ sợ quá trời sợ luôn. Rồi đây hạt dẻ. Ăn cái lỗ tai của bà. Cho Linh thử cái hạt dẻ. Thôi ha, cái thơm cam quá. Đúng rồi, thơm mùi cam ghê luôn á. Bà ve ve à, mình sẽ cắn thử bé hổ. Cái bánh nó xốp xốp, nó mềm mềm với mọi người, rất là thơm luôn. Nó chơi là sô-cô-la ngon ngon. Đúng rồi, hình như cái này là gọi là sô-cô-la cam và sô-cô-la trà xanh á. Nó chỉ có cái vị một tí xíu thôi. Đúng rồi, vị nhẹ. Trời ơi, ngon quá. Nghe Linh đã chơi hay quá trời luôn. Đã có kinh nghiệm bước một mọi người. Cái này chứ lại chưa biết nó luôn. Hay thiệt chứ. Cái này là gọi là kinh nghiệm xương máu. Trời ơi, tôi bị gốc mạng gốc bắn vô cái bản mặt bà dê luôn. Nếu giờ mọi người muốn mua mấy cái trò này để chơi vào hè thì mọi người có thể đi tập bè để mua. Đúng rồi, là có mấy cái trò này rất là nhiều luôn. À. Ừ. Rồi, rồi. Ngon quá, ăn chấn động. Ăn cá một rồi chấn động đi. Tại no rồi.
Tại này chắc bà để là tủ lạnh tối rồi bà ăn hả? Ok. Rồi, vậy thì Linh và Vê cũng nhanh kết thúc buổi đệ luôn nha. Ok. Nếu các bạn thích clip này, các bạn hãy nhớ nhấn like và subscribe ủng hộ kênh của mình nha. Đây nha, mình kịp kết thúc. Ừ. Chưa nhai hết mọi người, rồi để nhai hết. Rồi, ủng hộ hai bà là 1 triệu subscribe mọi người. Và đừng quên là comment những cái ý tưởng mà mọi người muốn Linh và Vê thực hiện cho mọi người xem. Và bây